Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, rất là nhiều người sử dụng những chiếc xe Ford EcoSport này từ rất lâu rồi, nhưng không phải ai cũng biết tháo cái lốp sơ cua đâu quý bạn nhé. Hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn cách để tháo chiếc lốp sơ cua của chiếc xe EcoSport phiên bản 1.5 Titanium này. Nói chung là phiên bản nào thì nó cũng cái lốp treo lưng này nó tháo đều giống nhau thôi. Thì sau đây thì tôi sẽ mời quý vị bạn cùng tôi xem về cái cách tháo này nhé. Tôi sẽ quay giới thiệu chi tiết cho quý vị bạn. Đầu tiên thì quý vị và các bạn thấy đây ạ. Ở dưới bên này là bên dưới của cái áo lốp này, nó có một cái lẫy khóa đây ạ. Chúng ta chỉ cần kéo xuống này. Bây giờ tôi đang kéo sẵn rồi. Đây, bình thường là nó sẽ như này. Đấy, nó đang kéo chặt lại như này. Thì bây giờ chúng ta sẽ mở cái này ra. Đấy. Đấy, rất đơn giản thôi quý bạn nhé. Thế là xong rồi. Đấy. Sau đó này. Đấy, sau đó chúng ta dùng hai tay giật mạnh ra, bên trong nó chỉ là lẫy thôi ạ. Đấy. Nhấc lên, giật hai tay nhấc lên là chúng ta sẽ thấy được cái lốp sơ cua. Công việc tiếp theo thì chúng ta sẽ lấy cái đồ nghề ở bên trong. Đấy, cái đồ nghề để mở lốp đấy, chúng ta mở ba cái lốp ra là chúng ta lấy được cái lốp sơ cua này ra thôi. Đấy, rất đơn giản đúng không quý vị bạn? Sau đó thì chúng ta lại ốp lắp vào, chúng ta sẽ ốp từ trên xuống, ốp cho cái lẫy này vào, xong chúng ta chỉ cần đẩy vào thôi là xong ạ. Bây giờ thì chúng ta lại lắp vào thôi. Đầu tiên là chúng ta sẽ để ý này, bên trên này nó có cái chốt này, ta cho cái chốt đầu tiên này vào trước đã nè. Ta cài cái chốt duy nhất này vào bên trên này vào trước này. Đấy. Đấy. Chỉ một cái giữa thôi nhé quý vị bạn nhé. Quý vị cho cái giữa này cài vào xong rồi thì là chúng ta sẽ nhìn hai bên này xem nó vào chưa này. Đấy. Nhìn hai bên này đã vào rồi thì chúng ta chỉ cần ấn mạnh cái này. Đấy. Thế là cái lốp này nó vào rồi. Vào rồi sau đó chúng ta kéo khóa lại. Đấy, kéo khóa lại là xong. Và ở cái khóa này quý vị bạn nhé, rất là nhiều người hay bị mất cái vỏ ốp sơ cua này, cho nên là phải mua một cái khóa con, khóa vào đây, cầm chìa vứt lên trên xe quý vị bạn nhé. Đấy, để chống trộm cái nắp cốp sau này, không là hay bị mất trộm cái nắp cốp sau này lắm ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của tôi nhé. Quý vị và các bạn đang theo dõi video của tôi thì xin quý vị và các bạn hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.